Cánh cửa này mở ra và hai bạn sẽ kiểm tra xem là hôm nay cái cảm nhận của mình, cảm nhận đầu tiên dành cho đối phương đúng hay sai nha. Xin mời hai anh chị. Đúng không ạ? Dạ, nhìn ngoài đẹp hơn. Nhìn ngoài đẹp hơn á? Trời ơi. Có người khen không? Cảm ơn. Cảm ơn. Nhìn đúng rồi á. Đúng hả? 20 năm trước mà nhận ra luôn, hay vậy ta? Mình mất một mí mà chị. Thì một mí, ai cũng một mí mà. Bạn em cũng một mí mà. Cũng 50-50 mà. Rồi, cái này được chưa? Dạ. Tặng ba trái tim luôn. Hôm nay mà mình gặp nhau cũng như là một cái duyên. Anh gửi tặng em bó hoa, chúc em luôn luôn trẻ đẹp. Rồi, em cảm ơn. Rồi. Dạ, em không có gì ngoài cái một ít đôi lời này tâm sự em viết vội tối hôm qua đó. Rồi, cảm ơn. À, thôi. Anh đọc luôn hả? Bây giờ ngồi xuống đi rồi đọc ra coi. Đôi lời tâm sự tối qua. Trời ơi, viết đẹp quá gì. Cô giáo mà em. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn nha. Gửi bao của bé tương lai. Đêm đã khuya, sương xuống phủ cả màn đêm. Có người con gái đang ngồi lặng lẽ, mơ về một mái nhà hạnh phúc. Nơi đó là tổ ấm có tiếng cười đùa của trẻ con bên ba mẹ. Đơn giản lắm, phải thế không? Nhưng đó là một hành trình tìm kiếm. Thời gian cứ vô hình trôi lặng lẽ, rồi ai cũng sẽ già. Chỉ có tình cảm sẽ là luôn sinh sôi nảy nở mãi. Mà mỗi thành phần trong gia đình luôn phấn đấu và cố gắng. Nghĩ đến đó thôi cũng dâng trào xúc cảm. Vượt ngàn dặm xa đến đây, mong tìm được chút gì sót lại. Hãy cho nhau cơ hội, vì cùng nhau đi hết cuộc hành trình hạnh phúc nhé. Ba của bé à, có thể giúp mẹ bé một niềm tin, một hạnh phúc. Hãy cho nhau những gì có thể, bởi sau này lấy gì để cho nhau. Cảm ơn em. Đọc thơ hiểu không? Trời ơi, lá thơ người ta cảm xúc, chữ người ta đẹp quá trời đẹp. Mà ổng đọc cho nó chán gì đâu luôn, giật. Trời ơi, xong mà giờ mà có người viết lá thơ mà nó đẹp vậy. Cái này về ép kính nha. Dạ. Ép kính treo lên nha. Hồi xưa tôi cũng đã từng viết bao nhiêu lá thơ cho mấy bạn trai cũ của tôi nè. Mà giờ không biết mấy người đó còn giữ thơ của tôi không nữa. Mấy chục năm rồi mới viết lại. Bởi vậy bà em còn một câu ở trong đó nè, tại vì nó hết giấy nè. Hết giấy. Em có một câu em rất là thích mà không biết anh có làm được điều đó. Nói luôn đi, nói luôn đi. Là ăn có thể nửa bữa, ngủ có thể nửa giấc, nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim và đi cái con đường hành trình tìm hạnh phúc bằng một nửa được. Không biết anh có làm được điều đó không? Thì anh sẽ cố gắng hết sức đem được niềm vui lại cho em. Dạ. Dạ. Và em cũng muốn kiểm tra coi thử sức anh tới đâu. Cái đó để thời gian cho trả lời cho. Giờ muốn kiểm tra gì? Bây giờ kiểm tra sức gì? Bây giờ kiểm tra sức khỏe ngay tại chỗ. Sức khỏe. Bây giờ còn khỏe không? Còn khỏe không chị? Đất cho tôi 10 cái. 10 cái hả? Ừ. Bớt được không? Không. 10 cái mới đẻ anh nổi. Anh đó là hít nhẹ cho đúng ra, phải em ngồi trên người thôi anh, để hít mới đúng đó. Đó, nghe chưa? Phải ngồi lên người anh hít nữa đó. Cái này là không phải yêu cầu của chị Tường mà này là yêu cầu của bạn gái. Trời ơi, hít đất là ông trả giá nữa trời. Nghe không? Ta phải coi, người ta sợ, người ta phải coi. Em đếm đi em. Dạ, 1 lên 2. Trời ơi. 3 4 mới có 3 cô. 4 à. 6 5 à. 6 à. 7 cố lên. 8 9 10 xuất sắc. Xuất sắc. Xuất sắc tạm thời thôi. Cái đó mới xuất sắc về sức khỏe bên ngoài. Dạ, thôi. Khỏe bên trong còn chưa biết nha. Dạ. Ta có nỗi khổ cho nên em phải thông cảm. Dạ dạ. Rồi, hy vọng nếu mà được á là mình tiến tới là mình coi như mình kết hôn xong cái là mình sanh liền. Bạn nào cũng lớn tuổi hết rồi. Dạ. Bây giờ đầu tiên khi mà chị Tường mở cửa trái tim này ra, cái cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Khi nhìn thấy nhau. Thấy em đó thì cũng hiền, cũng đẹp. Vậy thôi đó hả? Trong lòng có sốn sang, có rung rinh gì chưa? Cũng rung rung thôi. Rung nãy giờ luôn. À, rung này do hít đất mà. Thấy còn mình à, dạ, Quyên. Em đầu tiên thì em thấy anh dễ nhìn, thiện cảm, sáng khuôn mặt. À. Cảm ơn em. Nói chung là cái đầu tiên là thiện cảm là được phải không? Rồi giờ ăn thua là tìm hiểu nhau thôi đúng không? Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một chút thời gian riêng tư để tìm hiểu nhau, trao đổi gì đó một chút xíu. Rồi chị Tường sẽ quay lại. À, bây giờ là chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời các bạn đến với phần ẩm thực với những món ngon của nhà hàng Lạc Thái. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn cơm chiên mắm đặc biệt kiểu Thái. Cơm trắng nè được chiên chung với mắm ruốc Thái. Khi chiên lên tạo ra một mùi thơm đặc trưng của mắm ruốc. Cơm nè ăn kèm với thịt heo xào và cùng với đậu đũa,
hành tím, tôm khô cùng với xoài và trứng chiên tạo nên một hương vị thơm ngon không thể nào cưỡng lại được. Đây là một món ăn đặc biệt của người Thái nha. Bây giờ mời hai bạn cùng thưởng thức, rồi nhớ là vừa ăn nhưng phải vừa tâm sự với nhau nha. Dạ, rồi chút xíu cho Tường quay lại, mời hai bạn ngon miệng. Mời. Mời. Ủa em nói là em ở bên là chỗ Bình Phước hả? Dạ em ở Bình Phước, thì xã Phước Long. Thì Phước Long. Anh ở thành phố là ở quận mấy ạ? Ở quận 12. Anh ở cùng với ai? Anh ở với ba mẹ. Ba mẹ anh vô đây? Ừ, ba mẹ anh vô đây thì lâu rồi. Nếu được mà tìm hiểu mà mai mốt ví dụ đến với nhau thì lúc đó anh có thể lên Bình Phước không? Thì trong tuần thì mình sẽ được nghỉ chủ nhật, còn ngày lễ thì mình cũng được nghỉ, thì mình có thể tranh thủ thời gian mình chạy xuống. Giả sử hai người đến với nhau gọi là sau này đó thì lúc đó anh sẽ ở đâu? Ý là mình ở chung á, giả sử vậy. Ừ, thì trường hợp gì đó thì cũng tùy thôi, cái điều kiện của mình cho phép ở đâu thì mình sẽ đi theo đó. Anh quan niệm như thế nào về cái hạnh phúc gia đình? Hạnh phúc gia đình là mình phải biết tôn trọng với nhau, chia sẻ. Có gì vinh cũng có mà nghèo cũng có, khi mà cái lúc mà vinh thì mình chia sẻ nhau, mà lúc xuống nữa thì mình cũng phải chia sẻ nhau, tôn trọng nhau thì mới có hạnh phúc được. Thì đối với em cũng vậy, hạnh phúc ở trong gia đình thì phải chia sẻ, tôn trọng và nên trò chuyện với nhau hàng ngày, vì có những cái mình không nói được, mình tích lũy tỉ cứ từng lúc một ít ít ở trong người, và đến khi mà một cái lúc nào đó mà không thể chống đỡ được nữa thì có thể là việc nó cũng nhỏ mà nó sẽ xé ra và nó vỡ òa. Bản thân em thì cũng một lần đổ vỡ rồi, cho nên em muốn tìm một cái bến đổ nó bình yên và nó mãi mãi. Thường thường ta nói đàn ông miền Trung là hay gia trưởng độc đoán đó. Và thật sự em cũng người miền Trung em vậy, mà em mong rằng bây giờ em gặp người này không phải là như thế. À, anh thì anh cũng không gia trưởng đâu. Anh cứ tính anh chỉ hơi nóng rồi anh nói một chút xíu anh bỏ đi đâu đó là anh ngủ lại rồi. Đi đâu? Bỏ đi là đi đâu? Đi ra ngoài uống cà phê với bạn. Đi bao lâu quay lại? Cũng tùy theo tâm trạng của mình, lúc đó nó hạ hỏa thì mình sẽ quay lại. Có đi qua đêm không? Không chị ơi. Trong đây là những câu hỏi của chương trình, những yêu cầu của chương trình đưa ra. Các bạn hãy thay phiên bóc mỗi người một lá bài, rồi hãy đọc lớn cái yêu cầu trong này và thực hiện theo nó. Đó là điều kiện của chương trình. Xin mời anh đọc lớn lên. Kể ra ba bí mật mà bạn chưa bao giờ nói với ai. Bí mật thứ nhất là... Chưa bao giờ nói với ai nha, suy nghĩ kỹ nha, bí mật nha. Mình ngủ, mình hay há miệng. Ủa sao anh ngủ mà anh biết? Có người nói mới biết rồi, bí mật mà chỉ với mẹ biết thôi. À, hả bự hả nhỏ, mẹ có chụp lại tấm hình nào không? Không, mà mẹ có bỏ cục muối vô là biết rồi. Có bỏ vô luôn hả? Có. Thôi mà cái giờ chị ngủ mà mình cũng đâu có thể nào. Bữa nào hả em đậy lại, hả em đậy lại. Mua cái không, lúc đó em vắt chanh. Em ác hơn mẹ em. Còn gì nữa không? Bí mật thứ nhất. Ừ, bí mật thứ hai thì mình đi tham dự chương trình Bà Mối Quan Hò này, cả công ty chưa biết mình đã là ly dị vợ. Hả? 3 năm rồi, cái này chắc là ăn gian quá. Dạ, đó là bí mật mà. Có nghĩa là công ty không biết. Nói chung thì tại vì công việc của mình ấy hơi áp lực này kia rồi. Làm gì không, không bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư nên không ai biết. Cũng có chia sẻ mình thôi, em sống hòa đồng lắm chị. Dạ. Nhiều lúc mình vui vui vậy chứ trong nội tâm mình không biết ai là. Bí mật thứ ba. Dạ, ba rồi, khó quá ta. Khi mình đi làm về tiền mình cắt, không ai biết trong tài khoản mình bao nhiêu. Mẹ biết không? Không. Hiện giờ là không ai biết hết. Không ai biết. Mà mình biết không? Biết chưa? Biết chứ. Tài khoản mình không biết thì biết cho chị. Không, nhiều khi quên, nhiều khi gì Tường cũng quên. Ba lúc anh có vợ rồi, vợ anh có được biết không? Để vợ cho biết. Rồi, mời bạn gái. Yêu cầu đối phương làm một điều gì đó mà bạn muốn. Rồi mà sướng quá vậy. Phát mồ hôi còn đó chị. Rồi đó. Cô đó làm chót luôn. Chú muốn thỏa mãn cô rồi đó. Cô muốn làm gì cô làm đi. Anh đã trồng chuối cho anh. Trời ơi, bà này bà hát. Cô đứng hát luôn á. Hát luôn á. Ừ. Cô khác không? Cô này không làm được. Nghe nói cổ chứ sao nói chị. À, em có thể đổ cô khác được. Tại vì nãy hụt nó chưa, phải coi từ cái đầu nó có cứng có như thế nào nữa. Cho nên đi cầu trồng chuối. Kiểm tra đủ chỗ đầu. Cái đầu liên quan gì tới chuyện kia. Rồi bây giờ em gái phải bóc một lá bài khác. Mình phải bóc, mình tự làm đi chứ. Bóc một cái chuyện trồng chuối rồi đó. Ừ. Đọc lớn lên coi. Ba điểm bạn thích nhất ở đối phương về ngoại hình. Đó, bây giờ anh được rồi, ngon rồi đó. Em thấy cái lúc mà em gặp và nói chuyện thì em thấy chân thành, hiền lành. Cái nữa là tươi sáng. Tươi sáng? Tươi sáng là sao vậy? Em định nói một cái kia nhưng mà em nói thôi. Nói đi, tự nhiên tươi sáng là sao? Ảnh nói chung là đặc biệt hơn với những người khác là sáng láng ở phần trán. À, tươi sáng là vậy. Còn chơi chữ nữa.
tươi sáng là về ngoại hình. Nhớ vụ hít đất là tạm thời khỏe mạnh. À, tạm thời khỏe mạnh. Rồi, vỗ tay. Thôi, một chút xíu thư giãn để cho nó vui. Và cũng để cho hai người có thể có cái cơ hội hiểu nhau được nhiều hơn. Dạ. Bây giờ là giây phút quan trọng để trước khi mà chúng ta quyết định bấm nút để có hẹn hò với nhau hay không. Thì giờ mời cho hai bạn 30 giây nhìn nhau một lần nữa. Và mỗi người sẽ nói cho nhau một điều cuối cùng trước khi ta bấm nút. Rồi em nói trước đi, nhường cho em. Em vượt đường xa đến đây và để tham gia cái chương trình này thì em cũng muốn tìm một cái hạnh phúc và tìm một cái người để cùng em đi suốt cái cuộc hành trình của cuộc sống này. Anh cũng muốn tới đây để kiếm một nửa của mình, yêu thương trọn đời, kiếm một người biết chia sẻ trong gia đình, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm ạ. Và bây giờ là thời khắc quan trọng đã đến ha. Chúng ta có những thời gian tuy là ngắn ngủi nhưng mà chị Tường nghĩ cũng đủ để mình cảm nhận được nhau. Thích hay không thích, rung động hay không rung động, thật sự ở cái nhìn đầu tiên là mình đã có cảm nhận trong lòng mình rồi. Hãy đưa ra cái câu trả lời theo như sự mách bảo của trái tim mình. Bấm nút là hẹn hò, là tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Còn nếu chúng ta cảm thấy không phù hợp thì chúng ta có quyền không bấm ha. Đây là quyền của các bạn. Nhắm mắt lại và sau 3 tiếng đếm với Tường thì đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao bạn nam không bấm? Nói chung thì bạn ấy cũng ở xa, không có cái điều kiện để mình đi tới để tìm hiểu. Một cái nữa đó là cái tuổi của bạn cũng hợp với tuổi mình. Là coi tuổi hả? Là về tuổi hả? Là tuổi gì với tuổi gì? Ngựa với này là tuổi gì? Tuổi Tuất. Thì mạng quả với mạng thủy nó sẽ không hợp. Thì có hai vấn đề đó thì... Mình chưa vượt qua được. Chưa được. Anh rất là xin lỗi. Dạ, không có gì. Đó là cái suy nghĩ riêng của mỗi người, mình trân trọng thôi. Thì thật sự tôi thấy bạn trai này là một người rất là thẳng thắn, cũng rất là chân thành. Và anh nghĩ sao nói vậy thì như vậy, thà như vậy nó sẽ tốt hơn. Ok, cảm ơn hai bạn. Rồi, mời hai bạn đứng lên. Dạ, chào chương trình chị. Dạ, phải nghe vô nha. Dạ chào chị nha. Đúng rồi. Dạ rồi, chào chị. Mời chị giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc giúp tụi em nha. Chị ơi, chị nghe em nói không? Alo. Chị có nghe không ta? Alo chị ơi. Tại vì chị đang... chị có nghe tụi em nói không? Alo. Alo. Sắp bệnh chị nghe không? Em nghe nè. Alo. 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 Ủa, bác chị nghe không chị? Dạ, đúng rồi. Dạ, tôi chào chị nha. Dạ, tôi nghe và rõ à chị. Dạ. Dạ rồi, mời chị giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha chị. Dạ, em tên Bình Thị Diệp, sinh năm 1969, nghề nghiệp kinh doanh giải sĩ bỏ Sài Gòn, quê quán thành phố Tân An, Long An, nghề nghiệp trên Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Là chị bỏ sĩ cái gì chị? Dạ, vải chị. À, vải là mình có sạp vải trên Sài Gòn không?
À, dạ em lấy từ công ty về bỏ chợ số Thịnh Lâm với bỏ các cái chợ Bình Chánh và các chợ tỉnh tới Tiền Giang chị, nhiều khi tới Cao Lãnh. Em là kinh doanh bổ sĩ. À, là chị làm công việc này lâu chưa? Dạ 1994 tới nay là gần 30 năm. Rồi lâu dữ vậy hả? Là có mình chị làm thôi hả? Hay là có làm cùng với ai không? Dạ làm thuê thì cũng có nhóm của mình làm ăn lớn thì nó phải có nhóm theo băng tầng. Chị làm như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào chị? Nói chung thì mình không đoán được ngày kinh doanh. Thí dụ một ngày của mình là nếu không dịch á, thì lô hàng mình lời mấy chục triệu là chuyện bình thường. Còn đây khi lô hàng mình lỗ vài trăm triệu là chuyện bình thường. Ngày kinh doanh thì nói chung là không đoán được. Dạ rồi, bây giờ là chị đang ở Long An hay ở Sài Gòn? Dạ, đang về Long An, sau dịch về Long An. À, là do anh chị ở với ai, chị đã từng có gia đình chưa, chị chia sẻ giùm em nha. Dạ, nhỏ lớn em chưa lập gia đình. Trời ơi, thì hả? Dạ, đó là đúng hoàn toàn đúng sự thật, là nó rất là chân thật. Chứ là em không làm dấu, dạ. Trời ơi, cái này là quá đặc biệt không, chị chia sẻ đi là lý do vì sao tới tuổi này chưa lập gia đình được. Là lý do chưa lập gia đình, đúng ra là sanh ra là 13 tháng là ba mất. Rồi xuất thân là con một cô của một cô cha, mẹ thì rất là dở, dở về kinh tế mà dở về nội trợ. Mình thì con gái một, vì mình đó phấn đấu vươn lên to thoát khỏi cảnh nghèo. Khi mà kinh doanh giả là mình là người trẻ nhất phương trường 26 tuổi. Khi mà kinh doanh thì nó rất là bộn bề, không có thời gian ăn bữa cơm luôn. Nó bắt đầu mình lớn lên thì mình lại có hai anh em thôi, một anh đã có vợ, một vợ dưới quê, thì mình bắt buộc mình phải hy sinh gia đình tiếp, đó là nuôi cháu học thành nhân thành tài. Trời ơi. Ngày hôm nay tới nói chuyện gia đình mình thạc sĩ hết, giám đốc hết, tới ngày hôm nay cháu đã có đình riêng hết rồi, thấy một mình nó thối về tỉnh sống sau dịch thì thấy cuộc đời thấy mình hơi bi đát. Là anh mình đã có mấy anh hạnh phúc gia đình riêng, cháu mình đã thành danh thành tài, mình sống bơ vơ giữa chợ đời, nhất là khúc đau bệnh trong bệnh viện. Không ai quan tâm, không ai hỏi hàng mình tới hết. Khi mình thành công thì rất là nể trọng, khi mình lỡ sau dịch ra cơ thất thế kinh doanh mà, thì những cái chuyện đời dạy cho mình nhiều cái đắng cay và cay đắng. Từ đó mình buồn quá, mình mới thắng lên mạng. Mình lên mình coi nè, ông mai bà mối mình vô tình mong là chương trình dẫn cho mình kiếm được một người chồng tốt để mình nương tựa tuổi già bớt tuổi thân sau này. Trời ơi, sao nghe chị kể cái hoàn cảnh thấy thương quá vậy? Đúng rồi. Nhưng mà rồi mình còn gái lắm đó. Mình cao 1m63, nặng 56 kg. Ngày xưa dốc dáng mình người chuẩn như là người mẫu. Trời ơi. Mình rất là chuẩn gái. Chị thì em thấy là cũng xinh đẹp, cũng giỏi giang, rồi là công việc cũng tốt nữa. Nhưng mà là chị hy sinh quá nhiều. Công việc vải thì chị thấy số Thịnh Lâm á, bận rộn lắm. Người nào ăn cơm cũng là 2 giờ, ngủ là 1 giờ đêm. Ta làm xong là 10 giờ, rồi mình sổ sách nữa là mình ngủ tới 1 giờ đêm. Còn sáng là khoảng 9 giờ mới dậy, người nào cũng bệnh bao tử hết. Trời, nhưng mà rồi... Có nghĩa là bây giờ anh chị với cháu chị là vẫn giữ cái mối quan hệ bình thường với mình hay như thế nào? Nói chung thì lớn lên ai cũng có mấy ẩm hạnh phúc gia đình riêng hết. Chỉ có một mình bơ vơ thôi. Anh cũng có nhà riêng. Anh nhà riêng rồi hai đứa con cũng gả hết rồi, gả cưới hết. Nhà thì nói chung là mình là cháu cũng thành nhân thành tài rồi. Cũng là giám đốc thạc sĩ hết. Ý là những lúc chị ốm đau bệnh hoạn là có một mình chị thôi, chứ không ai chăm sóc đúng hết. Đúng rồi, có một mình thôi. Một mình tự bươn, tự chải, tự xây xỏ vô bệnh viện thì thấy mình là khóc thôi. Ai cũng khóc hết. Vì một bữa đó mà mình nói chung ở ngoài á, thì thấy mình là hết sức, ưu điểm hết sức là hòa đồng. Dành vô thì không biết mình là dân Sài Gòn kinh doanh dễ sĩ. Thành thử ra ai cũng làm mai mình, như ở dưới quê mà ở thành thị thì không có thích hợp với mình. Còn sống về thành thị thì chỉ biết là dân Sài Gòn là tất bật. Nó có môi trường trong cái nghề nghiệp thôi. Đúng không? Vậy tính ra nó cũng có người mai mối cho chị mà chị không chịu, tại không hợp. Dạ. Là hồi giờ là chị có thích ai không?
Nói chung là mình kể tâm sự thử thật. Mình đi học là mình nguyện làm bác sĩ, mình có chồng là cũng cương quyết làm bác sĩ, không được đi nước ngoài tại vì bất đồng với mẹ. Nhưng mình không thành tài vì cái suy nghĩ là mình ngày xưa ba là sĩ quan ngụy. Sau đó mình lại bước vào nghề kinh doanh, thì nghề kinh doanh với kinh doanh của mình thì lại ai cũng có giờ hết, nó không thích hợp. Thành phần cái mơ mộng của mình không thực tế, tới ngày hôm nay mình chưa lập gia đình. Là hồi giờ chưa có quen chính thức ai luôn, chưa biết yêu là gì luôn. À, hồi đi học thì có hết chứ. Hồi đi học À, thì tình yêu thời đi có. học thôi. Dạ đúng rồi, phải đi học thôi. Từ hồi thời đi học thì mình kể công chuyện này nha. Hồi đi học thì cũng có bạn trai để ý mình mà mình không thích. Mình nói Ôi chị là kể công chuyện lớn lớn đi nè, ví dụ nắm tay nụ hôn mới đi quá giới hạn là có không? dạ không ạ. Không Có luôn. thời học sinh mình thì có bạn đeo đuổi mình thì có, đúng rồi đó ha. Nhưng cái thời mình đã nói là mình ghét của nào rồi rau của đó, thì mình nói là hết nước Việt Nam không có thanh niên ta cũng không được quen, tránh là bạn trai mình đi. Thì thật sự thì cuối cùng mình té gãy chân, có đeo đuổi chồng cái si mình yêu. Khi vừa yêu xong thì mình có đó rất là cao thượng, thì mình bệnh đó thì kiếm bạn gái đi chơi, học cũng học chung lớp luôn, chung phổ thông. Không ngờ mối tình tay ba xảy ra, mình đau khổ vì tình Ủa rất chị, là mà em đau. hỏi thiệt nè, là tới bây giờ là chị vẫn còn trong trắng luôn á hả? Ok, tại vì mình phải đi làm Ồ, thuê, mà nói chung là trời nghề nhật ơi. bản là mình biết rồi, đi đâu với phẩm chất thì chắc mà Trời ơi, vậy là nhìn chị là mình, quá đặc biệt luôn á. nhìn mình là hiểu được cái thái độ mình rất là nghiêm nghị và đoan trang, đúng không? Vậy thì là bây giờ chị sẽ mong muốn một cái người như thế nào để phù hợp đi. Chị nói những cái À, tiêu chuẩn của chị đi. mong muốn mình á, mình người yêu cầu mình người đó dù có độc thân, dù vợ chết thì vợ ly dị bao nhiêu đời vợ mình không quan trọng. Mình quan trọng mình đến là người cuối cùng nhất trong cuộc đời của anh đó. Và thứ hai, một tình yêu chân thật là một người tốt, biết sống vì gia đình vợ con, đùm bọc nhau tuổi già xế chiều, mình nghĩ vậy thôi. Thứ Hồi nhất nãy chị là nói ở là chị không có chịu người ở quê hả hay là sao? nói chung là mình người dưới quê mình cũng thích hợp, tại mình sinh ra là mình quê quán thành phố Tân An, nghề nghiệp mình trên Sài Gòn 30 năm rồi, mình sống hoàn toàn là mình sống ở thành phố hết, mình không Thì có sống. ý là em nói ở quê hay Đúng thành rồi phố đó. thì đâu có liên quan gì. Ví dụ như em cũng ở quê nè, mà em lên thành phố em gặp người Sài Gòn, cái em quen Thì lấy cũng chồng được, em đi. đúng rồi, cũng Ừ, hợp đâu lý, đâu có liên ok, quan đúng gì đâu. rồi. Yêu cầu bản chất mình sống ở Sài Gòn là được rồi. Đúng Là rồi đó người chị. đó miễn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn đúng không chị? Dạ, thì đúng rồi. Rồi, tuổi tác thì như thế nào chị? À, tuổi tác từ từ 60 đến 68, năm sinh đó, từ năm 1960 đến 1968. Lớn hơn mình từ 8, 9 tuổi đến 1 tuổi hoặc 10 tuổi cũng được. Rồi. Còn yêu cầu gì nữa không chị? Yêu cầu gì đặc biệt không? Dạ thưa không à, một người chuẩn mực trong một gia đình là được rồi chị ạ. Rồi, người ta đã từng đương nhiên tuổi này đã chắc chắn là lập gia Đúng đình có con này kia rồi đó là rồi. được đúng không? Dạ. Dạ, rồi. Ví dụ như chị ở khu vực Long An mà người ta ở gần gần khu vực đó được không? Ví dụ cũng Long An, Bình Dương, Được, Sài được Gòn chị, đồ đó. miễn là sống thành phố, là cuộc sống của mình là cuộc sống thành thị, yêu cầu người đó có một cái tư tưởng về thành thị là được rồi. Tại vì mình dưới quê mình lạc hậu, mình sợ lắm, mình sợ cuộc À, sống người dưới ta cũng quê lắm. thoáng, người ta cũng Đúng thoải mái này kia là được rồi, rồi. tại vì cái tuổi mình thì không Chứ ai nhiều định được người cái ở tuổi thành thị người ta còn cổ hủ hơn những người ở quê á. mình. Dạ. Cho nên là em nói chung là tụi em đã ghi nhận lại hết tất cả những thông tin của chị rồi. Dạ. Thì khi mà có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo lại ha. Thì tụi em Dạ. sẽ là cái người đi tìm cái người đàn ông phù hợp cho chị á. Thì có Dạ. gì là nếu mà được chọn vòng 2 thì biên tập sẽ trao đổi thêm với chị ha. Dạ cảm ơn ạ. Dạ rồi, em chào chị ạ. Dạ chúc Mình chương trình bấm. được nhiều phát triển tốt ạ. Thành Dạ, phần. mình bấm nút đọc thoát cuộc gọi giúp tụi em nha. Dạ tắt đi ạ. Dạ Dạ. chào.